Alo. Chào chào cô, có việc gì đấy cô? Thì là người đầu tiên là xin chúc thầy mạnh khỏe và gia đình. Đấy, xin cảm ơn thầy là thầy đã giúp cô là làm lễ hóa giải, là giờ gia đình cô là cô với chú là cũng hòa thuận hơn nhiều rồi. Cô có một việc muốn nhờ thầy, là cô có một cậu con trai sinh năm 1990, nhưng mà cậu chưa có vợ, mà bây giờ cậu cũng đã đi làm ăn khắp nơi rồi nhưng không thành. Thế năm bây giờ là cậu muốn đi nước ngoài lần nữa, thì thầy xem giúp cô xem là cậu có đi được không Đi được, chắc chắn đi được. ạ? Đi năm nay hoặc sang, hay là đang sang năm ạ? Để sang năm sau đi thì tốt hơn. Vâng, vâng đấy, thế vâng, cô cũng chỉ muốn biết là Vâng, lúc trước là vợ chồng cô làm sao? vợ chồng cô là lúc trước là thầy xem, thầy bảo là gì nhỉ, là khắc khẩu đó, nên là cứ vợ chồng cứ một tháng là cứ phải có vài lần cãi nhau hoặc ấy đấy, nó không được hòa thuận. Thế nhưng mà từ lúc thầy làm lễ cho là cô chú cũng có hòa thuận hơn. Và yên hơn đúng không? Thế Thôi. nhưng mà cái việc sát sinh ấy thì là chú thì vẫn vẫn thỉnh thoảng vẫn nhà chăn được gà ấy, thì chú vẫn phải làm, thì có được không thầy? Nên hạn chế lại thì tốt hơn. Vâng, thế nên cô cũng biết điều đấy, nhưng mà chẳng hạn như nhà có việc gì đấy thì mình không nhờ được người thì vẫn cứ nếu hạn chế được thì tốt, Và nhưng hạn chế mình mua được con mà gà ngoài chợ người ta làm sẵn rồi thì tốt. Nhưng mà sát sinh hại mạng nhiều thì nó tổn vào cái phước đức của mình. vâng, cô cũng Đã lễ đã kêu đã cầu cho được như ý rồi thì cố gắng làm sao tránh sát sinh hại vật. Để cho cái tại vì lúc phước đức của mình nó tăng trưởng lên nhé, nó không bị tụt tụt đi nhé. Thôi, thế chúc mừng cô nhé. Chào cô. chào thầy ạ. Dạ. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế, hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo, và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.